thầy tử lỗ vào chầu khâm tư, gục đầu nức nở khóc dư mưa. Nhớ những ngày rau chao muôi dưa, con đổi gạo đường xa nuôi mẹ. Nhưng hỡi ơi, sau khi chim bản khôi nguyên thì mẹ cha đã vội bước qua đời. Trên đường vinh quy bay tổ lòng con đau xót vô hồi. Tiếng trống dập dồn tiếng chào mừng rộn ra lời chúc tùng hoan hô. Không che lấp được nỗi buồn riêng của một vị tân quan. Khi liên tưởng đến phút trở về gặp lại mẹ cha trong làng hương khói. Trăm dặm đường xa đổi gạo qua tiếng hát thiết tha. Còn cha còn mẹ như tiếng mắt cha mắt mẹ như chim lạc đàn. Ai bỏ cha mẹ cơ hàng, ngày sau trời phạt kêu đàn ăn xin. Dầu làm rách chiếc áo rôm đôi dài có hai rơm mau gốc chân. Nhưng không làm sờn lòng người đổi gạo khi nhớ đến mẹ cha thường nhắc câu: ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Và thường khuyên con dùi mài kinh sử để chờ dịp qua khi chân con bước dội vàng trên đường gai góc. Mà con đang ở bước vào cửa trường thi, hầu con chim dài mây rầm. Bản hộ đề tên nên vinh quy bái tổ cho rực rỡ tâm đường. Nhưng về đến quê xưa thì cha mẹ không còn nơi. Ngày nay con được làm quan có xe sông mà có vàng đầy kho. Đi đâu có trong có cờ cầm chào kết tuổi bến đò rắc qua.
mẹ còn cha, lòng con nào khác đã má ban chiều. Cởi chiếc áo nhà quan, mặc lại áo rôm mang dài cỏ, đầu đổi chiếc thúng rách ngày xưa. Ta muốn đi, đi trên con đường cũ tưởng niệm sông thân, vì con đường gai góc từ nhà cũ đến Trường An chính là con đường đã đưa ta đến cổng quan trường. Liền cho quân sĩ kiểu chiếc thúng rách áo rôm và đôi dài cỏ tả tới về tầng triều ca. Rồi nhờ các văn gia thi sĩ viết lại một tấm gương hiếu thảo của một vị quan đã đổi gạo đường xa, nuôi mẹ nuôi cha từ thuở cơ hàng. Nhân xem gương tự lộ ăn năn sửa mình, lo cho cha mẹ tận tình